Ở đồng bộ Bồ Thái nhé. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng ta bắt đầu học lại những môn thanh tịnh đạo trong rừng pháp của kinh Chuyên Đề. Sau tháng dân y chúng ta đã nghỉ, kính thưa quý vị, chúng ta nhắc lại cái phần thanh tịnh đạo đã học qua. Trong thanh tịnh đạo, ngài Bụt Khô Sát ngài đã trình bày về con đường đưa đến Niết Bàn qua cái bài kệ người có trí trú giới tu tập tâm và tuệ. Diệt tâm và thận trọng thì khéo ấy thoát trì. Người có trí tức là người có cái căn cơ trí tuệ do tục sinh bằng cái tâm quả tâm nhân tự ứng trí vô tham vô sân vô si. Rồi khi vị đó bắt đầu vào trong Phật pháp, vì đó trước hết là trú giới, tức là nếu là bậc xuất gia, là vị tỳ kheo để thu thúc trong giới bộ Ba La Đề Mục Xoa, an trú giới thu thúc lục căn, an trú giới nuôi mạng thanh tịnh và an trú giới quán tưởng vật dụng khi thọ dùng. Và nếu người tại gia cư sĩ thì an trú trong ngũ giới hay bát quan đại giới hay là thập giới. Mỗi một điều giới như vậy nhằm để ngăn chặn những cái ác hạnh do thân hay do khẩu khi thành tựu được thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh đó bắt đầu tiến tu qua định, tức là tăng thượng tâm. Vì đó phải chuẩn bị cho cái phương pháp tu tập định này bằng cách là từ bỏ những cái chướng ngại của nội tâm, những cái chướng ngại ở từ bên ngoài, chướng ngại lớn và chướng ngại nhỏ. Bát Niết Bồ Tát tức là những cái quái niệm, những cái vướng bận đó như là
vướng bận về chỗ ở, vướng bận về lời lộc, vướng bận về quyến thuộc, về đồ chúng, vướng bận với gia đình cư sĩ hộ độ, hay là vướng bận với sách vở, hoặc là vướng bận với thần thông. Nhưng mà vướng bận thần thông đó, thì cái này nó làm trở ngại cho cái việc tu thiền quán. Thôi còn tu thiền chỉ thì chỉ có chính cái sự vướng bận. Vì nó phải đi, vì hành giả phải đi tìm đến một vị thầy, tức là một người bạn lành có đủ kinh nghiệm trong cái việc hướng dẫn cho tu tập thiền định. Nếu được thân cận với Đức Phật thì thật là may mắn, nếu không nữa thì không có Đức Phật thì đi đến y chỉ nơi các bậc A La Hán, nếu không có bậc A La Hán thì y chỉ nơi các vị thánh hữu học, nếu không có vị thánh hữu học thì y chỉ nơi vị thầy thông suốt kinh điển tâm tạng, ít nữa là một vị thiền sư nghiêm túc để hướng dẫn những gì ở trong kinh điển mà Đức Phật Ngài đã dạy. Bởi vì chỉ có một vị thiền sư nghiêm túc đó, và vị đó mới nói, mới giải thích, mới hướng dẫn cho vị hành giả. Mà Đức Phật hay là các cái bậc thầy đời xưa truyền dạy, chứ vị đó không có nói theo cái tự ý cá nhân, và vị đó không có thiết lập một cái môn phái thiền nào hết, thì như vậy mới đúng là vị thiền sư chân chính mà đáng cho vì hành giả nương tựa. Lại nữa, vì hành giả tự mình phải biết mình thuộc về cá tính nào trong sáu cá tính: tánh ái nặng hay là tánh sân nặng, hoặc là tánh si nặng, hay là tánh đức tin nặng, tánh tầm tư nặng, hay là cái tánh trí tuệ nặng, cái tánh thông minh. Sở dĩ mà phải biết rõ như vậy để cái đề mục cho nó thích hợp với cái cá tính của mình. Nếu như tự mình không thể định đoạt được cái điều một phù hợp với cá tính thì phải đến sống gần nơi cái vị thầy có nhiều kinh nghiệm, và vị đó qua cái sự quan sát về vị hành giả học trò, cái cách sinh hoạt đi đứng nằm ngồi, cách ăn cách uống, cách nói chuyện, cách trang phục, và vị thầy có thể nhận biết được người này thuộc về cá tính cho đến tác nào ở trong sáu cá tính để mà cho cái đề mục thích hợp. Nếu là một vị thầy, một thầy sư mà chỉ có mỗi một cái đề mục mình biết, dạy cho hàng trăm, hàng ngàn vị thiền sinh tu mỗi một đề mục theo cách của mình, thì như vậy nó sẽ không đưa đến một cái kết quả khả quan, bởi vì cá tính của mỗi người mỗi khác,
Đức Phật Sư Duy Ngài dạy cái đề mục tu tập cho mỗi một vị tỳ kheo hay cho từng nhóm tỳ kheo là Ngài đã biết rõ cái cá tính của họ, rồi Ngài dạy một cách thích hợp. Cho nên những vị mà được thọ giáo các đề mục thiền từ nơi Đức Phật thì các vị đó đều có mang kết quả, đều có đem lại kết quả. Và ở đây khi mà chúng ta nói đến sáu cái cá tính tu tập, chúng ta cần phải biết rõ về các cái đề mục tu tập. Về số lượng thì ở đây chúng ta biết là đối với thiền chỉ, tức là thiền đưa đến trạng thái an định, an chỉ định, thì có tất cả là 40 đề mục. Trong đó thì có 10 đề mục nó chỉ đưa đến trạng thái Arasamadhi là cận định thôi, chứ không có đưa đến trạng thái thiền chứng, sắc giới hay vô sắc giới. Còn 30 đề mục còn lại đó thì có 26 đề mục giúp cho vị hành giả đạt đến thiện chứng sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nói theo vị pháp thì ngũ thiền. Còn 4 đề mục mà thôi vô sắc, như là không vô vi xứ, thiếu vô vi xứ, vô sưởng xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, thì những cái đề mục đó mà tu chứng cái thiền vô sắc. Và chúng ta đang học qua cái phần định, ở trong phần định này thì nói về thiền chỉ hay samatha và vipassana, cho nên chúng ta sẽ tuần tự, chúng ta sẽ học về các cái đề mục thiền đó. Hôm nay trở lại với cái lớp thanh tịnh đạo sau một tháng nghỉ, chúng ta bắt đầu học qua về cái phương thức tu tập định Vipassana na giác. Đó là chúng ta ôn lại những gì mà chúng ta đã học vừa qua. Khi mà học pháp thì các vị hành giả nên chú ý, lúc nào cần thiết lắm thì chúng ta mới mở mắt ra và chát. Ta chát ở trên màn hình. Và bình thường quý vị nên ngồi nghiêm túc và chúng ta nhắm mắt lại để nghe, và chúng ta nhận biết những cái đề mục được giải thích. Còn chúng ta nghe thấp thố thấp thử thì chúng ta khó mà nhận hiểu được.
Bây giờ cái buổi học đầu tiên, chúng ta hãy nghiêm tịnh thân khẩu ý để lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng trước khi chúng ta bắt đầu. Arahang Samma Sambuddho Phakwa Puthang Phakwan Tăng Aphikwa Devi. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh nương trì. Svakato Phakwata Thammo Thammang Namasabi. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Suppatipanno Phakwato Savakasangpho Sangkhang Namami. Đệ tử thành kính đảnh lễ chúng thịnh văn đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh. Ratanatiya Te chi na Svati hồ tu sắp và đa. Do nhờ quy lực của Tam Bảo, mong được thành tựu sự thành lợi an vui đến cho tất cả luôn luôn. Sau khi đại lễ Phật xong, chúng ta bắt đầu đi vào bài học. Nói về cái phương thức tu tập, thưa quý vị, thì ở đây từng nhóm đề mục chúng ta phải học cái phương thức tu tập từng nhóm đó. Cái nhóm đề mục tu tập thứ nhất là 10 kasina. 10 kasina ở đây tức là 10 cái biến xứ. Đất, biến xứ nước, biến xứ lửa, biến xứ gió, biến xứ xanh, biến xứ vàng, biến xứ đỏ, biến xứ trắng, biến xứ quang là ánh sáng, và biến xứ hư không giới hạn Parichinna Kassa Kassina. Các cái đề mục thì chỉ khi mà Đức Thế Tôn Ngài hiện trong thế gian này thì cứ phương pháp tu tập thiền định để đắc chứng được thiền sắc và vô sắc sanh lụy cảnh giới phạm thiên đã được các vị ẩn sĩ ý sĩ dùng 10 cái phương pháp, 10 cái đề mục cách xin ác này để tu tập rồi. Như vậy thì còn 16 cái đề mục kia đó, 16 đề mục thì chỉ kia thì đến khi Đức Thế Tôn Ngài, Đức Phật Ngài xuất hiện trong thế gian, Ngài mới chỉ dạy thêm cho 16 điều đắc thiền kia, như là 10 điều mục bất mỹ, 4 điều mục phẩm trú, 1 điều mục hơi thở, 4 điều mục vô sắc,
Tất cả những cái thứ đó thì do Đức Phật Ngài dạy, thì các vị đạo sĩ không có biết. Các vị đạo sĩ thì chỉ có mười biến mười bốn xứ, mười biến xứ và bốn vô sắc thôi. Đây là điều mà chúng ta phải ghi nhớ. Chỉ dẫn chi tiết về cách tu tập 10 điều một biến xứ cái sinh ác là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng và hư không. Đất ở đây đó không phải là một cục đất, mà đất ở đây là lấy màu của đất, và đất này được gọi là đất chế định chứ không phải là đất theo cái pháp thực tính. Cũng vậy, nước là nhìn cái mặt nước đang lấp lánh để làm đề mục mà chú tâm. Lửa tức là thấy màu đỏ hừng của lửa, ngọn lửa đang cháy. Gió là nhìn cái sự lay động qua cái ngọn nến hay là qua cái lá cây. Màu xanh trên bất cứ vật gì, trên thảm cỏ vân vân, hay lên miếng vải màu xanh cũng được, màu vàng cũng thế, màu đỏ cũng thế, màu trắng cũng thế. Ánh sáng là lấy ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của ngọn đèn, chú tâm vào ánh sáng đó. Và hư không tức là nhìn hư không này, hư không giới hạn chứ không phải hư không vô biên. Nếu mà hư không vô biên thì thuộc về thiền vô sắc, còn cái hư không này đó là hư không nhìn qua cái ô cửa sổ hoặc lỗ, một cái lỗ hổng trên vách, trên vách hay vách nhà, hay là hư không qua một cái lỗ trống ở trên cái mái nhà, nhìn cái đó. Đó là chúng ta giới thiệu sơ về 10 điều một đó. Ngày xưa con người đã biết sử dụng 10 cái biến xứ cái sinh ác này để làm cái đề tài chú tâm. Các vị ẩn sĩ là những người xuất thân từ 4 giai cấp: Sắc Đế Lỵ hay Bà La Môn, hay là Thương Gia Gia Chủ và giai cấp Nô Lệ. Khi mà họ cảm thấy rằng là đời sống của người tại gia cư sĩ hưởng thụ sắc thinh hương vị xúc 50 lạc đó đã quá đủ, họ tự cảm thấy thân này bắt đầu già rồi, không có hưởng thụ được nữa, bệnh rồi không hưởng thụ được nữa,
cho nên họ chán, họ mới bỏ đi vào rừng sâu, chấp nhận một cái đời sống tu hành khắc khổ, chỉ ăn lá cây hoặc là trái cây, rễ cây thôi. Và hàng ngày họ ngồi ở dưới một gốc cây, họ nhìn mặt đất hoặc là nhìn mặt nước hoặc là nhìn cái ngọn lửa để họ chú tâm vào trong đó, trên đó, chú tâm trên đó, và họ chứng đắc được cái thiền sát giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và như vậy 10 địa ngục ý xứ này xem như là căn bản cho thiền chỉ sắc giới. Và hữu hiện thông đó, Aphinya cũng có thần thông, ngay cả các vị đạo sĩ cũng có thần thông do nhờ chứng đắc thiền. Thì thân của Đức Phật khi còn là vị Bồ Tát, ngài đắc thiền và có thần thông cũng do nhờ ngài tu theo 10 địa ngục thiền chỉ này, 10 địa ngục bi xứ này. Chúng ta nói 30 địa ngục đắc thiền, nhưng mà trong đó chỉ có 10 địa ngục này là đắc thiền hiện thông được thôi, còn 20 địa ngục kia thì nếu 4 địa ngục của sắc thì đạt đến thì vô sắc, còn 16 cái địa ngục còn lại đó thì chỉ đắc được sơ thiền hoặc là như tứ vô lượng tâm đó, thì đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, còn xả vô lượng tâm thì đắc được tứ thiền. Bây giờ chúng ta trở lại với tu tập, nhưng mà cái này chỉ học có tính cách tham khảo. Ở trong Thanh Tịnh Đạo, ngài Bút Thất Cô Xá, ngài mô tả về cái phương thức tu tập rất là cặn kẽ, nhưng mà vì là cái tính cách tham khảo cho nên ở đây chúng tôi giảng lược lại. Để làm cái giáo trình học, cho đến khi nào mà chúng ta muốn tu tập, chúng ta thực hành, thì lúc đó chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ lại, hoặc là chúng ta đến gần một thiền sư nào đó, vì thiền sư đó sẽ dẫn cho chúng ta. Bây giờ chúng ta tham khảo về cái miếng xứ đất, cái đề mục đất. Một người sơ cơ chưa từng thực hành ở trong quá khứ nên không có khả năng nhìn mặt đất gọi là tập trung được liền, và không có xuất hiện tự tướng. Bởi thế hành giả nên làm một cái miếng xứ đất để hành thiền, và có thể đặt cố định ở một chỗ hay có thể mang đi ở nơi khác. Nói như vậy có nghĩa là một vị hành giả là một vị tỳ kheo hay là một vị đạo sĩ mà trong đời quá khứ đã từng tu thiền ca xin á và chứng đắc được thiền từ phạm thi sanh suốt, thì vị đó không có cần phải làm cái dụng cụ, cái thiền chúng ta gọi là thiền án hay là cái thiền công cụ, không cần. Vị đó có thể nhìn mặt đất và chú tâm
niệm bát thu nguyên, bát thu nguyên đất đất, là vị đó đã có thể nhập tâm được trong cái địa ngục và phát sinh lên những cái ấn chứng ở đây chúng ta gọi là tự tướng, có tiếng phà gác niệm bát tát. Còn nếu vị hành giả mà chưa có cái thuần thục, chưa có khả năng đó, đó, tức là chưa có cái thường cận y duyên quen thực hành ở trong quá khứ đó, thì vị hành giả nên làm một cái biến xứ đất để hành thiền. Chúng ta cũng ví dụ như là một người điêu khắc thiện xảo, hay là một người đắc hoa văn thiện xảo, chúng tôi đã từng gặp, tức là họ chỉ dùng cái bay nhỏ từ vữa hồ họ trét lên từng cái rồi để họ tạo dáng một cái lá cây, một cái nhánh cây dài như vậy, cứ tiếp nối theo như thế đó. Một hồi thì nó ra cái hoa văn. Còn người mà họ chưa có thuần thục đó, như là mấy người mà mới học nghề, thì họ phải có một cái bản vẽ do chụp hình cái ở trong cái máy vi tính computer, họ ra một cái bức họa, trong đó có cây lá bông. Sau khi họ đắp xi măng lên, đắp cửa hồ lên trên bức tường, họ đặt cái giấy hình vẽ đó lên đó, bắt đầu họ vẽ theo, họ vẽ theo cho nó hằn sâu xuống, rồi họ gỡ cái tấm đó ra, họ mới bắt đầu họ lấy bay, họ móc theo cái từng ghẻ lá, từng cái nhánh bông mới ra hình thù, chứ họ không thể tưởng tượng được. Ví dụ nó như thế nào thì quý vị, một người, một vị hành giả họ đã quá quen thuộc với cái đề mục đất ở trong đời quá khứ, thì bây giờ họ chỉ cần nhìn cái mặt đất họ đang đi vậy, họ nhìn cái mặt đất, họ chỉ cần tác ý chú tâm trên mặt đất đó là họ đã đắc chứng thiền rồi, khỏi cần phải đem theo cái công cụ là còn một cái miếng đất. Còn một cái vị hành giả chưa quen đó, bây giờ mới bắt đầu tập sự đó, thì trước tiên lấy đất sét có màu hồng, loại bỏ những tạp chất, rồi nắm lên một cái khung gỗ hay là cái khung tre được tạo thành vòng tròn, đường kính khoảng 1.5 gang, tức là 30 cm, làm phẳng và vuốt láng như mặt một cái trống, không để thấy tì vết trên cái bề mặt cái xin ái, phơi nắng cho khô cứng. Khi hành thiền, hành giả máng cái dụng cụ cái xin ái ấy lên trên vách, hay là máng lên cái thân cây ngang tầm mắt, cách xa khoảng 2 hạt 1 gang, tức là 1 thước 1 thước 2. Rồi hành giả ngồi kiết già hay đón già, lưng thẳng, mắt nhìn vào cái xin á đó, chú tâm và niệm bát thui bát thui bát thui, đất 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 đất. Lúc đầu nắm giữ cái đề mục gọi là trì tướng, tức là còn đang mở mắt nhìn vào cái mặt cái khung mặt đất đó, gọi là ốc gạch. Dần dần thắng khích địa mục thì vị đó nhắm mắt lại, nhưng mà vẫn thấy hiện ra
vẫn thể hiện ra cái mặt đất ở trên cái khung đó, cái màu của đất hiện ra, gọi là tợ tướng bất tín phàm cái này mình ta. Và khi mà xuất hiện tợ tướng rồi thì bị đó lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi mà tâm bị đó hoàn toàn chú tâm trên địa mục, khống chế được năm triền cái, không có tâm không bị dao động, không bị dao động nữa, thì lúc đó gọi là đắc được thiền, thiền định, gọi là chứng an chỉ định Appana Samadhi. Khi mà mới bắt đầu hành thiền đó, tác ý niệm đất với mắt nhìn vào cái mảng đất đó, ốc gà hát niệm bà tá, thì bằng cái tâm thiện dục giới dần dần khăng khít, tợ tướng xuất hiện. Cái này gọi, chúng ta gọi là ốc gà chà rá sa ma thí, là cận định. Lúc mà nhắm mắt lại mà vẫn thấy mặt đất ở, cái mẫu đất ở phía trước mặt, thì như vậy gọi là cận định. Mà cận định này cũng là cái tâm thiện dục giới. Cho đến khi mà chứng đạt được an chỉ định thì lúc bây giờ nó là tâm thiền sắc giới. Sơ thiền hoặc nhị thiền hoặc tam thiền khu vực, tùy theo. Lúc bận chứng đạt lần đầu tiên có tầm có tứ thì gọi là sơ thiền. Sau đó cũng đều một đất đầy mà bỏ tầm chỉ còn tứ thôi, về nhị thiền. Bỏ tầm tứ thì gọi là tam thiền. Bỏ hỷ chỉ còn lạc và định thì là tam thiền, tứ thiền. Rồi chỉ còn định và xả thì gọi là ngũ thiền. Cái quy trình tu chứng nó là như vậy. Cái quan trọng là chúng ta phải làm sao cho ta biết cách để làm cái công cụ thiền án bằng đất. Và cái cách chúng ta ngồi, chúng ta niệm, đặt xa mắt, chúng ta có thể nhìn thấy là 1m2. Và ngồi lưng ngay thẳng, kiết già hay bán già, nhìn vào đất đó không chớp mắt. Đó là cái phương thức tu tập. Chúng ta chỉ học cách đó thôi, còn cái việc mà có chứng đắc thiền hay không là tùy theo cái vị hành giả có cái duyên hay là không có duyên. Ở đây khi mà nói đến cái phương thức tu tập thì ai cũng có thể biết được cái phương thức tu tập, mà chứng thiền được hay không là nó còn tùy. Nếu vị hành giả đó là người mà tục sinh bằng cái tâm nhị nhân, chỉ có vô tham vô sân mà không có nhân trí tuệ, không có căn bản trí, thì không thể đạt đến trạng thái cận định được. Chỉ là trì tướng thôi, chứ không có đạt được cái tợ tướng Patipha-gahimata, đừng nói chi là đạt đến an chỉ định. Cho nên chỉ có người tục sinh bằng cái tâm tam nhân, người đó mới đắc chứng được thiền. Khi mà hành đề mục này, hành các đề mục thiền. Thứ hai nữa là một người có cái duyên lành ở quá khứ, họ quen cái tâm ly dục, đi bất thiện pháp, cái tâm tịnh nó quen rồi, cho nên bây giờ đắc thiền cũng dễ. Hoặc là một người ngay trong hiện tại mà họ không có phạm vào cái nghịch đại tội như giết, đã từng giết cha, đã từng giết mẹ, giết A-la-hán, làm thực phật cha máu chưa đã tăng, thì người đó hành thiền mới chứng được chứ. Còn nếu những ai mà phạm qua tội đó
thì nó bị ám ảnh suốt cả đời, không thể tu chứng được thiền định đâu. Cho nên cái việc mà chúng ta tu tập không phải là cái chuyện đơn giản được. Đó là biến xứ đất. Cái biến xứ đầu tiên, biến xứ đất, rồi chúng tôi trình bày cho quý vị nghe nó hơi chi tiết một chút xíu. Nhưng mà qua đến cái biến xứ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cho đến thứ mười đó, thì chúng tôi chỉ trình bày đại khái để cho quý vị nắm bắt được thôi. Chứ nếu mà chúng ta chi tiết từng cái một là chúng ta học quý vị mất thời gian, quý vị không có thực hành được, học phí cái thời gian để làm cái gì, chúng ta áp dụng không có thực hành theo cái 10 điều 1 biến xứ này. Cái thứ hai nữa là nói cái lý thuyết như vậy nhưng mà chưa chắc gì là các vị đã có cái sự chuẩn bị như đoạn đầu ở trong thanh tịnh đạo mà chúng ta đã nói, tức là chúng ta chưa có dứt bỏ được những cái vướng bận, hay là chúng ta chưa chọn được cái đề mục, thì như vậy chúng ta học phước qua chúng ta cũng chỉ để biết thôi, chứ chúng ta không có không có thực hành. Bây giờ đến cái biến xứ thứ hai là biến xứ nước Apokasita. Khi một người đã quen tu hành điều một nước ở đời trước, nay chỉ nhìn mặt nước của cái ao hồ sông biển thì tướng hiện ra trong nhảy rồi, cũng tương tự như cái vấn đề lý giải khi nãy điều một đất. Còn người chưa từng tu tập đời trước thì phải làm một cái kasina nước để chú niệm điều một. Hành giả thì tức là cái người hành thiền á, lấy một cái bát ở đây không phải là cái chén, bởi vì cái chén của chúng ta cái đường kính nó nhỏ quá, cho nên cái bát ở đây, cái bát thứ của chư tăng cái đường kính cỡ khoảng chừng một gang bốn ngón, một cái bát hay là một cái lu, cái hũ, cái bát hay cái hũ có cái miệng rộng đường kính chừng hơn gang tay, đổ nước tràn miệng bát ấy, nước phải sạch trong như là hứng nước mưa giữa trời, hoặc là múc nước từ suối ao, phải lọc bằng vải, không có để bụi bặm hay là một chiếc lá cây, một cái que tây mà nó nổi ở trên mặt nước, nó làm cho bị phân tâm. Tức là phải lọc cái nước ở trên nó sạch, tinh khiết, đổ nước can cái miệng bát đó, rồi cái ngồi nhìn hãy đặt cái xin á ấy ở một nơi yên tĩnh thanh vắng. Hành giả ngồi ngay thẳng thoải mái, mở mắt nhìn mặt nước, không suy nghĩ đến đặc tính của màu sắc nước mà chỉ chú tâm niệm Apu, nước, thì lúc bây giờ tướng hiện ra, cho đến tự tướng xuất hiện. Hành giả giữ cái chứng tự tướng đó cho đến khi chứng được an chỉ định. Đó là cái phương pháp, phương thức mà tu tập về điều một cái xin á nước. Không biết là quý vị có mường tượng, có hình dung ra được hay không? Vị nào có hình dung ra được cái đề mục đó tu tập, quý vị cho biết nè. Dạ. Thật ra mấy cái này đó thưa quý vị, nó cũng không phải là khó lắm đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta không quen, cho nên chúng ta nghe chúng ta khó nhận ra.
Rồi cái biết xứ thứ ba gọi là biết xứ lửa, Tejo Kasina. Một người đã từng tu tập lửa từ đời trước, nay không cần tạo cái công cụ biến xứ mà vẫn sinh khởi ứng chứng khi nhìn lửa từ ngọn đến ngọn đèn hay bếp lò hay từ một đám cháy rừng. Đã từng tu tập đề mục lửa từ đời trước cho nên bây giờ người ta quen rồi. Tại ở đâu có lửa xuất hiện thì người ta lấy đó là một cũng đắc thiền nữa. Còn những người mới mẻ thì cần phải làm một công cụ biến xứ lửa như sau: dùng củi gỗ cháy lâu. Nếu mà chúng ta dùng cái rơm mà chúng ta bó lại lên rơm hay là lá dừa khô, chúng ta bó lại là cái đuốc mà chúng ta đốt thì nó cháy mau lắm, nó tàn, thì lúc đó chúng ta nhìn không được. Cái củi gỗ cháy lâu quá, bó lại hay chất vung lên như người ta làm để đốt lửa cắm trại, rồi lấy cái tấm màn che phía trước đám lửa đó, cái tấm màn quét một lỗ tròn có đường kính hơn một gang tay. Cái này nó công phu hơn cái biến xứ đất nước, bởi vì nếu mà để cái đống lửa ở phía trước mặt mà không có che chắn khoét lỗ đó thì chúng ta cái vị hành giả bị phân tâm ở xung quanh, tức là phía sau cái đống lửa đó, chúng ta thấy có cái vật này có vật kia, thấy có cái tảng cỏ hay là chúng ta thấy có một cái cột cây hoặc là cái gì đó, chúng ta bị chi phối. Còn bây giờ chúng ta dùng cái tấm màn khoét cái lỗ tròn có đường kính hơn một gang tay, rồi ngồi sau tấm màn nhìn lửa cháy. Nhìn lửa cháy qua cái lỗ trống của tấm màn mà chú tâm niệm Tejo, 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 lửa, lửa. Nhắm mắt lại vẫn thấy ánh lửa nhưng mà còn bập bùng lay động, thì đó là ứng chứng trì tướng của Ốc Cả Hát Di Bích Tạng. Mãi sau cái tợ tướng xuất hiện Bát Tí Phà Gá Ni Bát Tát, thì lúc bây giờ chỉ thấy cái màu sáng của lửa thôi, thì tâm hành giả đạt đến cận định đúng với cha rá sa ma thi, rồi cuối cùng đạt đến chính được an chỉ định Appana sa ma thi đắc thiền. Vì nghe dễ quá, nghe dễ quá, mà nãy giờ không biết có ai chứng được thiền ba đề một đó chưa, không biết. Bây giờ nói đến biến xứ gió, Vayu Kasina. Cái biến xứ gió, cái đề một gió tưởng dễ nhưng mà khó nắm lấy tướng, vì gió là hiện tượng dao động của không khí, cho nên mình mắt nhìn không thấy được, mà mình phải hành giả không thể làm cái án xứ công cụ, bởi vì gió chúng ta đâu có thể chúng ta nắm bắt được, chúng ta đâu có thể nhìn thấy được, nhưng mà chỉ nhận biết gió qua cảm giác mát của thân da hay là qua sự lay động của lá cây ngọn cỏ. Nhờ cái này, cái đề mục này nên rắc rối chứ không phải là đơn giản. Hành giả chú ý sự xúc chạm của gió trên da thịt hoặc nhìn lá cây ngọn cỏ bị gió thổi làm lay động, rồi niệm Vayu, 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 gió, gió, cho đến khi có ứng chứng thì trì tướng, tợ tướng sinh khởi. Hành giả giữ cái chứng ấy cho đến khi đạt được thiền định, đạt được thiền định. Đó là cái đề mục gió, một cái cách chúng ta làm như vậy.
Hôm nay chúng ta chỉ học qua bốn cái đề mục của bí xứ là đất nước lửa gió thôi. Và tuần sau nữa chúng ta sẽ học về những cái đề mục bí xứ tiếp tục là xanh vàng đỏ trắng, ánh sáng và hư không. Chúng ta cứ học tiếp tục dần dần như vậy. Mưa dầm thấm đất, học bây giờ thì đến trường sau này chúng ta mới có thể nhận biết được. Chứ còn bây giờ chúng ta ngao ngán, chúng ta không biết học để làm cái gì, rồi chúng ta bỏ qua thì mãi mãi trong kiếp luân hồi của chúng ta khó khi nào mà chúng ta có cái cơ hội để chúng ta áp dụng. Cứ học cho hiểu đi, dù sao nữa nó cũng làm cái ấn tượng. Khi chúng ta đã có ấn tượng trong tâm rồi thì sau này chúng ta học, chúng ta muốn thực hành thì chúng ta lấy đem ra chúng ta thực hành liền. Thế đó cũng hay chứ. Bây giờ thì chúng ta xin được dừng lại ở đây. Cô Nhật Quỳnh chú ý dùm là chúng ta đang học về cái phương thức tu tập định về mười biến xứ, phương thức tu tập định về mười biến xứ, mà chúng ta chỉ mới có học biến xứ đất nước lửa gió thôi. Bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hiển chúc phúc phước báo cho rừng, sau đó chúng ta nghỉ. Trong thời gian này thì rừng lớp Phật Pháp của Thích Thâm Bác đã thay đổi giờ tới nửa tiếng đồng hồ nữa, cho nên chúng ta có thể nghỉ ngơi được 30 phút. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Và tu sắp bằng mang lang rác khăn tu sắp bề đề và ta sắp bằng bùi trà nữ phá huệ nà sá đa sá thi phong quanh trụ trê. Và tu sắp bằng mang lang rác khăn tu sắp bề đề sắp bằng hàm ma nữ phá huệ nà sá đa trụ trê. Và tu sắp bằng mang lang rác khăn tu sắp bề đề và ta sắp bằng sang kha nữ phá huệ nà sá đa sá thi phong quanh trụ trê. Tất cả phú hoàng có đến người cầu xin chư thiên hỗ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.